Rồi, hello em, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em là một số sản phẩm anh em cho anh em tham khảo ha. Thì sản phẩm anh em thì nó bao gồm khoảng 2-300 sản phẩm nha anh em. Thì một số anh em có yêu cầu nhập hàng mới mấy cái sản phẩm mà anh em yêu cầu á, thì em cũng có nhập về mới ha anh em. Thì em nhập về liên tục thì theo yêu cầu của anh em. Thì anh em nào có thương em thì ủng hộ kênh, bấm vào đăng ký kênh, bấm vào chuông anh em. Khi em lên những cái sản phẩm mới á, thì thông báo cho anh em mình cùng nhau chia sẻ ha. Thì sản phẩm anh em hiện tại thì trong kho khoảng 200-300 sản phẩm nha anh em. Thì nó cũng nhiều mẫu lắm. Thì một ngày em lên một số ít cho anh em tham khảo ha. Thì như trường hợp như mà anh em nào cần mẫu nào mà em chưa lên kịp á, thì anh em điện em ha. Số điện thoại em để trên đầu trang, anh em điện số đó trên tiêu đề anh em. Thì anh em điện số đó hay là anh em nhắn tin Zalo thì em tư vấn báo giá gửi sớm gì cho anh em xài ha. Thì lúc trước thì em bán cũng nhiều dòng loa lắm nha anh em. Thì em bán cũng khoảng 6-7 dòng loa. Thì nó giá thành nó cũng nhiều loại lắm. Vài trăm ngàn cũng có, 1 triệu mấy cũng có nha anh em. Thì đúng lại là từ dòng trung bình, từ dòng rẻ tới dòng cao cấp thì đều có nha anh em. Thì nhưng sau bán dòng dòng thì em bán còn bán loại màu. Thì loại này giá thành nó vừa túi tiền anh em mình dễ xài, với lại nó bền nha anh em. Thì là cái dòng loa WS898 ha. Thì cái dòng này thì nó lớn lắm nha anh em, âm thanh nó lớn và nó trong nữa, nó đầy đủ tính năng mới đời mới giờ ha. Cái này là cái loa vào bluetooth, nó có tính năng vào bluetooth rồi, đầy đủ nha anh em. Thì cái loa này á, thì lớn lắm nghe nè, loa lớn. Thì cái nó sản xuất, nhà sản xuất hiện ta nó điều khiển được 300m cho nên khi mà trường hợp nào mà anh em mình muốn xài cho nó xa hơn á, thì mình bấm kênh ten ha, kênh ten mình để trên cây thì nó sẽ lâu hơn nha anh em. Thì cái loa này nó bền lắm nghe nè, cái cầm pin ổn lắm, pin nó ổn bền lắm. Thì giá thành nó cũng không quá cao mà nó xài, mà nên lo mà xài năm số năm mà nó mà xài ok lắm, hiểu vậy là ok lắm rồi đó nghe anh em. Thì vì dòng điện tử mà điện tử thì mình xài hên xui, thì bán là mình nhầm khi mình mua những cái loa mắc tiền anh em thì xài hên xui thì nó cũng ổn tiền ha, tiếc. Còn những cái dòng loa mà giá thành nó không cao quá thì mình xài nó cũng, cái dòng loa này là em thích nhất anh em, dòng loa thích nhất ha. Sau này bán luôn dòng này một gọi bán nhiều dòng nên nhức đầu anh em. Thì cái dòng loa này hiện tại đang bán giá là 480 nha nè, 480 ha. Thì cái loa bên em là loa mới 100% ha, không phải là ngoài thị trường thì nó có nhiều giá lắm, hiện bằng thấp hơn cũng có ha. Thì loa bên em là em bảo đảm cho anh em là loa mới 100%, không phải là loa dán tem sửa lại ha. Thì đồ điện tử thì anh em biết rồi, loa em bảo đảm cho anh em là loa mới 100%, về cho anh em test thử thoải mái ha. Thì ngoài ra cái loa này em không bán là 480 nha em, là chưa có thể nhớ ha. Còn nếu có thể nhớ là 560 nha anh em, thì cũng như là thẻ nhớ em cài dùm cho anh em vậy thôi. Thì cái thẻ nhớ này á, thì không á, thì em đã bán là 150 ngàn, là tiếng chim ngày hay tiếng chim đêm cũng 150 ngàn nha anh em. Thì tiếng chim bên em đặc biệt em tự làm chứ không có đâu trên mạng hay là tải xuống gì nghe anh em. Thì lo bên em thì tiếng chim ngày là em cài 48 tiếng ha, tiếng chim đêm là một con gì vậy là em bán 150 ngàn. Thì tiếng chim em thì em ở Cà Mau hồi đó giờ em cài tiếng chim quốc chứ tiếng dích thì anh em biết rồi ha. Thì cực kỳ ha anh em, thì một tiếng như vậy là 150 ngàn nha anh em. Em cài tới 4-5 phút chứ không phải là em cài 1-2 phút nha anh em. Thì cái loa này thì là cực kỳ bền nha anh em. Thì anh em nào có đặt hàng á thì anh em cứ để số điện thoại em để đầu trang, anh em điện số đó nha anh em. Thì trong cái hộp này thì nó cũng loại đầy đủ tính năng cho nha anh em, thì nó đầy đủ chân ha. Thì cái loa điều khiển cục sạc nó đầy đủ chân nha anh em. Thì cái loa này hiện tại là bán 480 ha, có thẻ 560 bao phí vận chuyển nha anh em, nha anh em. Bao phí vận chuyển nha anh em ha. Anh em cần mẫu này alo em nha anh em. Thì ngoài ra em có bán là như cái này là túi đựng bổi nè, túi đựng bổi nè anh em. Hiện cái một cặp ha, một cặp là 25 ngàn nha anh em. Có hai dây rút hai đầu ha. Thì đựng mình đựng mấy con cua gáy ha, anh em đựng con gì cũng ok ha. Rồi cái này là cái kẹp điện thoại cái pin nè anh em. Thì cái này nó là bằng kim loại ha, cái nặng lắm. Cái lò xo nó cũng là lò xo cứng nữa nha anh em, cứng ha anh em coi nè. Thì cái này khi mà nó cứng vậy mình kẹp vô cây gió thổi nó không sợ rớt nha anh em. Thì cái này là bán giá là 100 ngàn nha anh em, 100 ngàn một cái ha. Còn cái này là cục chì nha anh em, cục chì này là 150 gram ha,
nó vừa nhất nha anh em, 150g anh em xài anh em, 150g là vừa nhất ha. Thì cái này là em bán cũng 25.000 anh em. Rồi cái này là cái chuông nha anh em, cái chuông kia mình để vô lụp nó dính đó, mình biết vậy nên lấy. Thì cái này là cái gì 30.000 ha. Thì ngoài ra cái lo anh em đi kèm theo thì em có bán pin pin phụ kiện đi kèm theo đầy đủ nha anh em. Chẳng hạn như là cái này là cái pin theo máy nè, máy này em bán cục 101 nha anh em. Còn cái này là cục sạc dự phòng nè, khi mình đem theo ha, cục sạc này thì em bán giá là 101 luôn nha anh em. Còn cái này là cái đồ mod ha, mod này 140 thì anh em xài về anh em nhớ tắt công tắc ha, để nó hao pin đúng nha anh em. Còn cái này là cục sạc ha, một cặp gì đây 30 nha anh em. Ủa, cục pin ha nè, cục sạc 30 ha, pin 30 cặp ha. Đây cục sạc 140 nha anh em, cục sạc 140 ha, chui nó nè, anh em xài chui nọ lớn gì hết nè. Còn cái này là cái nọc đánh trần nha anh em, trần làm theo kiểu Thái ha. Cái nọc đánh trần này một cây trụ, một cây đánh anh em. Thì cái này thì nó dưới này là một đồng thao ha, thì bằng inox nha anh em. Thì cặp này đây là 180 nha anh em, 180 ha. Cái này móc chưa lụp nha anh em, móc chưa lụp ha. Móc này thì nó cũng vậy, em ở dưới là một đồng thao, cái này bằng inox có cái khe nha anh em. Thì máng này cây nó không gớt ha. Này thì bán giá là 140 nha anh em, 140 ha. Còn cái này là cái túi đựng lo nè nè, mình nhảy dung mềm. Thì xung quanh nó có hai cái túi, và mày trước nó có cái túi bự nha. Thì cái túi này anh em thì mình đựng đồ được nhiều ha, mình đựng pin dự phòng, đồ mod nữa anh em điện thoải mái nha nè, có quay quải. Thì cái này một cái gì đây làm bán là 100.000 nha nè, 100.000 ha. Cái này là túi quải chéo nè nè, túi quải chéo này thì nó làm mình dễ kaki dày nha nè, nhiều ngăn. Khi mình đi bẫy đi gần nhìn có túi quải ngang bên nó cũng tiện lắm. Cái này hiện tại bán giá là 170 ha. Cái này xài bền lắm nha anh em, quay đồ quải nó chắc chắn. Thì mấy cái này anh em xài thời gian anh em thấy, nhưng mà nó xài vài năm thì nó phai màu anh em, chán đổi túi khác thôi, chứ cái này nó xài bền lắm, nó không có đứt có gì đâu anh em ha. Còn cái này là cái lá bồ công anh để ngụy trang vô mấy cái lục hay gì đó ha. Bó này 10 nhánh em bán là 30.000 anh em. Còn cái này là cái lá dương sĩ. Cái sĩ này thì anh em một bó gì đây là em bán là 90.000 ha, khoảng 19-10 nhánh vậy nè, 90 nhánh tùy theo ha, bán 90.000 anh em. Và một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em, anh em nào có thương thì ủng hộ kênh, bấm đăng ký kênh, anh em điện đặt hàng số điện thoại em để trên đầu chat, anh em điện số đó nha anh em. Rồi lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em ha, chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em. Chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.